Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình muốn giới thiệu với anh em chiếc đèn mặt trăng bay lơ lửng giúp trang trí phòng ngủ hay phòng làm việc mà mình mới mua được. Thì đầu tiên anh em có thể thấy phần thiết kế vỏ hộp bên ngoài được nhà sản xuất rất là chăm chút, với những phần thông tin như tên sản phẩm, các tính năng, công nghệ được in xung quanh vỏ hộp rất là rõ ràng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp và khám phá sản phẩm bên trong. Anh em sẽ có một cái tờ hướng dẫn sử dụng. Anh em có thể thấy mình tháo sản phẩm mãi mới ra được, vì nhà sản xuất đóng gói rất là cẩn thận với một lớp mút siêu dày bên trong. Chúng ta sẽ có một bộ nguồn. Tiếp đó sẽ là một phần đế gỗ. Và đây chính là chiếc đèn mặt trăng bay. Theo nhà sản xuất cho biết, vỏ đèn được đúc và in bằng công nghệ 3D. Thì cách lắp đặt cũng rất là đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em. Bước 1 thì anh em nhớ cắm nguồn điện cho cái phần đế sạc nhé. Bước 2 là anh em sẽ phải xác định tâm đẩy của quả cầu, rồi dùng hai tay ôm đặt quả cầu sao cho cân bằng nhất. Bước 3 là sẽ thả từ từ quả cầu. Lúc này tay sẽ thấy có điểm rơi và lúc đó quả cầu nó sẽ tự lơ lửng. Lúc này anh em chỉ việc thả tay ra và quả cầu sẽ tự xoay. Thì cái bước 3 cũng là cái bước khó nhất luôn. Thì như anh em có thể thấy, lúc đầu do là mình không có đọc hướng dẫn sử dụng nên cứ ngồi cân quả cầu mãi không được. Lúc sau mới biết là phải cấp nguồn cho đế sạc thì mới có thể cân được nhé. Đây là điều bắt buộc. Đúng là cái bước cân quả cầu thực sự là bước rất là quan trọng, kiểu như là cái bước kiểm tra nhân phẩm của anh em. Lưu ý, nếu cái phần đế quá nóng thì anh em có thể rút điện ra rồi chờ tầm khoảng từ 10 đến 15 phút để phần đế nguội, sau đó hãy tiếp tục thử cân lại nhé. Và cuối cùng, sau 20 phút cân thì mình cũng đã cân thành công quả cầu. Đèn thì sẽ có 3 chế độ sáng khác nhau: trắng, vàng trắng và vàng ấm, với công tắc cảm biến chạm nằm trên phần đế và cũng dùng để tắt mở đèn luôn. Về chế độ sạc thì đèn hỗ trợ công suất 4W và có thể tự xoay 360 độ. Phần đế đèn còn tích hợp công nghệ sạc không dây chuyển đổi, giúp truyền điện không dây cho đèn ngay tức thì. Nếu sạc mà bị ngắt thì đèn sẽ bị hút vào phần đế nhé. Đây cũng là nhược điểm lớn nhất. Lúc đầu mình cứ nghĩ rằng là đèn có thể cân mà không cần cắm điện. Nhưng lúc sau khi mà lên mạng và tìm hiểu nguyên lý thì mới vỡ lẽ ra là đèn muốn bay được thì phải có lực đẩy của nam châm điện bên dưới phần đế sạc. Nếu các bạn đang tìm một món quà tặng sinh nhật hoặc một chiếc đèn ngủ mang phong cách không gian, vũ trụ, pha chút công nghệ thì không nên bỏ qua sản phẩm này. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.